anh cũng làm nữa, đau tay thế mà cũng làm nữa. À còn một cây là ấy nhá, một cây trồng ra cái trồng mỉm cái mồm ấy đi, vui vui cái mồm. Nhà Cương Hằng là đang lo sắp bỏ đi mà mi lại đã chín còn cây kia thì cắm vào một cây dạ. Quay nó được vậy này. Chủ yếu là mang máy này ra để sướng đấy chứ. Anh nhà này để dối cũng đẹp đúng không nhỉ? À, để dối nhưng mà bắt buộc phải uốn. Mất tiền mà để dối nhá. Để dối cũng đẹp. Anh làm nè. Có làm đau. Lúc giờ chứ. Đau á. Năm vừa rồi con nhà có long tu em ơi, long tu đây này. Long tu đâu nhà? À long tu ngoài kia. Long tu đang nụ em ạ. Trời ơi khách ca. Ông ơi, tôi lạy ông ấy nha. Giờ này là đang phải cắm đây ông này. Có sướng không? Chào bác Phương Hùng Ánh Phong. Chào công Nam. Cao Ngọc ơi đang còn còn long tu em nha. Anh bây giờ khiêng là phải anh khiêng. Chồng em là đang đau đau chân không làm gì được đâu. Nó để xoay đó hả? Đấy, đúng rồi. Giữ văn bàn hả? Cho đời xoay hả? Khiêng xin chào mọi người nha. Để em giữ cho mà khiêng giữ cho anh đỡ. Thật cẩn thận. Ồ, anh Khương để anh ấy khiêng cho anh. Mình bảo là giữ. Tay thì đau mà. Bên này vào hả? Chà. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Đây em này vẫn phải làm đêm đây này. Trai yêu ơi. Với mà anh đã đau tay thì để cho anh Cương anh ấy cho anh lại còn có cô không, không đâu nó có hoa sau này đây. Trời máu ơi. Lên này chưa được nghỉ đấy mọi người ạ. À. Lắm các bạn chơi 1 2 3 mà các bạn chơi trò 1 2 3 eo em này đẹp đến từng bông từng màu luôn này. Đẹp lắm luôn. Xin chào Tám Sâm. Có ủng hộ em cái gì không nào? Đài Châu nào? Cũng nhiều loại lắm nhưng mà buổi tối là lại. À đây này Cao Ngọc này, long tu đang nở này. Cậu bé bút chì xin chào. Em được cái là hai vợ chồng nhân nên Cao Ngọc ơi, long tu đây em này, long tu là đang hoa nhá, có cả đang nụ nhá. Cái hai vợ chồng nhân nên là muốn ngủ lúc nào thì ngủ mà muốn thức lúc nào thì thức. Chưa gì đã lo là mỡ bụng. Làm nhưng mà tại vì là anh ấy đang đau tay lâu nay cho nên là lại mới không muốn cho anh ấy. Đấy. Đó cuối cùng là cũng vẫn phải một mình làm đấy chứ. Hai người. Mọi người à hai người đây cả em đây nữa. Nó bỏ về đó. Anh em nhà đây thì được cái là toàn 2-3 giờ sáng. Đây bà chủ mới. Ôi ôi. Eo ơi hoa tươi lắm luôn ạ. Mọi người ơi mà đặt mà cưới này, cưới xin này, rồi chồng để sinh nhật này, rồi để là mừng Covid. Covid đang bao nhiêu người thảm họa mà còn mừng Covid à hả? Mừng hết dịch, chuẩn bị hết dịch. Hết dịch rồi, Thanh Hóa hết dịch rồi. Thôi thì cứ hy vọng thế thôi. Hôm qua chả thấy ai công bố hết dịch cả, thế thôi từ từ em công bố hết dịch.
Đáng lẽ còn tuần nữa công bố hết thì cũng nàng nhung đó, nàng nhung đi về đó. Cũng nàng nàng nhung Covid. Các bác thấy đẹp không ạ? Chỗ này cũng đỡ bác ạ. Nó tổng là 39 cây. Là khách mà đã đặt là bọn em làm bất kể ngày đêm luôn á. Và định lấn sân sang. Không phải lo nhá. Không ai chạy ra ngoài Nam Hà Phủ Lý mà lấn sân đâu mà cứ lo. Mà cưới ăn hỏi đám tang thì là có hết. Đụng chạm với cái ông Quốc Linh đấy là mình là phải. Bác nào mà có lấy hàng tranh thủ em cũng bán hàng cho các bác luôn. Kiếm một vài bò gạo. Đây vôi, đây vôi thơm nức nở luôn. Dạ vâng. Nhà em ngày nào chị cũng bán cả. Ít nghỉ lắm. Ông Ngại là thuyền trưởng. À. Tuyết là thuyền phó, còn em là nhân viên. Gái bảo là mua về để nhà đẹp này. Người nhắn tin nó làm câu là mua về để nhà đẹp. Con gái phải biết bố mẹ như nào rồi chứ. Bán như sộ, bán như hoa đi về, bảo mua về để nhà cho đẹp. Nhà không có gì mà tiền. Này, nhắn tin lại cho này. Quý tiền cho mẹ này, mang về cho. Đai châu. Đai châu hàng đẹp không mọi người này. Đây là đai châu hàng to, hàng lâu năm ấy. Ví dụ như các bác bình thường thì đai châu khoảng 1 đến 2 năm là người ta sẽ lột, nhưng mà cái này những 4 năm cơ. 4 năm người ta mới lột, cho nên là cây rất là ổn định luôn. Nay đang còn một vẫn thẳng tay được đấy chứ. Nhân viên thôi. Mùa này ha. Chơi vòi chẳng. À. Nói chung là mùa này trầm với lại phi điệp sớm. Phi điệp thì có dòng phi điệp lai mà. Chủ yếu là phi điệp thì ra tháng 5, tháng 6. Có một số bông thì ra tháng 8.